Sau khi chúng ta đã đọc cái project của Scrappy thông qua cái lệnh đây. Lệnh là Scrappy test project property. Property là tên project đã vào trong trong cái này. Nó cần định nghĩa các cái mở cái item P ra và sẽ có một số các cốt mẫu đó. Chúng ta cần phải thay đổi cốt mẫu đó theo yêu cầu của chúng ta. Chúng ta định nghĩa lại cái property item class để thêm những cái trường mà chúng ta muốn tóm tắt từ những cái bảng ở trước. Đây chúng ta nói rồi. Và chúng ta thêm một số trường mới chúng ta sử dụng cho cái phần mềm chúng ta. Và chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn trong sách này. Và quan trọng nữa chú ý rằng là chúng ta đang khai báo các cái trường mà chúng ta sẽ đổ thông tin vào. À, thì mỗi lần con nhện sẽ bò và chúng ta cần những trường nào cần bỏ bảng đâu vậy bảng này image này rồi bảng location này không đây sẽ dùng ngay image này chúng ta sẽ thêm một số các cái housekeeping field trường housekeeping và những chỉ cái trường mà chúng ta sẽ sử dụng đây sẽ có server này. Housekeeping là những cái trường liên quan đến quản lý dự án ấy. Có URL này, rồi project này, spider này, server date. Ta sẽ nhỉ. Ta sẽ thay đổi thông tin với text từ này. Nên nó phải mở cái nào, code này. Code. Hãy mở tục quỹ ra. File, open folder. Thằng này là property. Rồi. Tại sao muốn spy item được kìa. Ta sẽ nào. Import field này item. Đây bởi này. From Scrappy chấm item import item và field thôi ta sẽ định ở đây là title bằng field môi trường áo không khối bảy quét tay Python khối chấm phẩy prime bằng field description một field address và một field đó là image URL cái đường ảnh và một field và image và một trường không những nhiều ảnh rồi những trường location của một trường có những cái trường liên quan đến chữ thông tin như là URL field project field spider spider server sẽ vào một field date bằng một field đây hay hoạt động này liên quan đến thằng công thức của Python bây giờ chúng ta viết spider để viết một spider chúng ta sẽ phải mỗi website cần spider hoặc một phần của website cầm spider vì nếu mà cái xoay tương lớn và các spider code này ấy, thì sẽ được cài đặt sử dụng cái quy trình là URLIM quy trình đã nói trong video trước đầu tiên chú ý này ở đây thì là một cái dự án project nhóm gồm một item và spider đã có nhận một cái item cần lệnh
ta có nhiều website thì chúng ta sẽ nó sẽ cùng chung một cái item thì chúng ta phải sử dụng một chung như vậy, hoặc nếu nó có nhiều dự án có nhiều nguồn thì phải có thay đổi cái item khác nhau. Ta sẽ có dĩ nhiên ta sẽ tạo một số các cái spider từ bắt đầu như dạng thế, nhưng mà bây giờ sẽ thử làm tạo cái mẫu này. Scrappy Zen Spider Script. Oh. Scrappy Zen Spider Basic Ref. Rồi. Đâu rồi. Xem nào, cho đâu rồi. Đâu rồi. Đây rồi. Không phải chưa? Đây, nó có đây. Tạo một basic này. Basic spider. Web. Domain rồi. Tạo ngay trong cái thư mục là spider chúng ta. Cái đó vừa rồi làm nó tạo một cái con nhận định với cái tên là basic mà được hạn chế để chỉ duyệt trên một cái web domain là thôi. Chúng ta sẽ xóa cái mục hạn chế đi như muốn, nhưng mà bây giờ không hết. Cái nhận này sẽ tạo ra sử dụng một cái mẫu cơ bản. Có nhiều mẫu khác. Nếu gõ thử spider basic chữ có mẫu đây. Mẫu basic này, mẫu ground, mẫu CSP, fit, thì Shopee có rất nhiều các cái mục nhỏ hơn. Chúng ta sẽ giả dựa rằng chúng ta ở trên cái thư mục mà có chứa cái file scrappy.cf cái rút này, và khi nói nhắc đến các gói Python hay module nào đó thì đều là như cách để định thánh xạ vào cái mục này thôi. Có file basic này và ta sẽ xem code này. Cái mục import thì sau đó biết rằng là chúng ta đang sử dụng một cái Scrappy Framework, sau đó định nghĩa một cái lớp lớp Basic Spider mà mở rộng theo cái Scrappy Spider. Thông qua cái mở rộng này nghĩa là tức là các cái chúng ta không cần biết nhiều. Cái lớp này đã cũng gọi là đã thừa kế một số các thằng hàm có sẵn từ Scrappy và cho phép chúng ta sẽ viết ít hơn và vẫn có được việc cần đến được thực hiện thực thi. Thì một số thông số trong Spider như tên này, domain mà nó được phép cài đặt, nó được duyệt trên đó. Cuối cùng chúng có định nghĩa về một cái hàm pass âm, hàm rộng và có cái đầu vào là shell với cả response. Dụng shell ra chỉ đó chính là cái hàm của chúng ta. Dù vậy thì cái response này nó chính là cái đối tượng response mà cái nội dung mà chúng ta dùng để cái scrap via pack ra để lấy được trên web của. Bắt đầu việc này ta sẽ start URL này. Ta sẽ định nghĩa một mệnh thức là log để ghi mọi thứ chúng ta ra một cái bảng chính nào. Basic start URL này. Đây là web chúng ta đúng không? Ta sẽ lấy thẳng web luôn. Web này web vớ vẩn. Chữ web là domain, ta lấy luôn domain lần này. Domain luôn là gọi nhỉ. Ramtree com. HTTPS ramtree.com mà đây. Này luôn này, ram chỉ cho con ra ngoài. Đấy rồi. Xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ log nào, respond. Nào log cell log title. Ta này. Chấm log title
$S và cái là mẫu nhá, định dạng thôi, đang đi à, định dạng cái này dùng cái thông không chưa dùng format này. Respond respond chấm xpath, cái này không có cái title nhỉ, exact extract cái này phải gọi là expert nào, title title châu tích nào. Mình thử thằng expert này các bạn, respond cái này sẽ cụ thể title sẽ cái này Gumpy nhỉ, Gumtree.com, Gum, thay đổi không? Để thay đổi, các bạn chạy được, Xpath là chạy được rồi, chắc sẽ không được rồi. Và hai cái tích nó sẽ thôi hồn nhiều, nó sẽ chạy crawl bạch nào, grab vì crawl basic crawl theo ứng crawl theo cái file basic này. Crawl basic thế nào? Tòa thông tin gì cả nhỉ? Rồi hết tài nữa. Đâu? Trái thai nhỉ? Chẳng hết thai không nhỉ? Ai để bất nhỉ? Yeah. Rồi, get không được đâu. Không chuyển ra gì luôn hay sao? Gõ nhầm gì nhỉ? Không phải nhỉ? Gumtree.com này bỏ đi, debug what name for the old version start. Không đáng gì nhỉ? Mình có nhỉ? Start URL này.
Basic rồi này. Sao ra nhỉ? Đây, mình lấy cái bây đây 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 mình tìm thế rồi. Sao đó nhắn nhỉ? Không grab nhỉ? Ngoài yêu lại khó nhỉ? Nó sẽ bạc theo cái hướng là thì bạc này hơi bé không spider basic nó không muốn trực tiếp spider luôn được à, scrappy à, bạc à, bạc và chu chu spider bằng basic là vậy cũng gặp con nhẹ basic mà cái đường dẫn tại là enter deep level là một scrap item nó sẽ scrap được gì đâu đâu có đâu đây có cái thay cái vụ đây thằng scrap vì pass là cũng công cụ để phiên lỗi khá tiện lợi như là chạy main này như là đúc được cần crowd nếu không thì mà spark cũng được.